vào đi con. À này, con này. Cho con mượn điện thoại bố chơi. Vâng. Ừ, nhanh, để bố nấu cơm nhá. Chơi ngoan đấy. Vâng. Bố ơi, có thai là gì ạ? Thì nó cũng như là việc con nằm trong bụng mẹ, hiểu không? Vậy thì điện thoại cũng có thai à bố? Không à, điện thoại thì làm sao mà có thai được? Chỉ có con người hoặc là động vật mới có thai được thôi con ạ. Con chắc chắn là điện thoại có thai rồi. Cái thằng này, bố bằng này tuổi bố lừa con à? Bố đã bảo là điện thoại không có thai được. Đi ra ngoài kia để bố nấu cơm nhanh lên. Vâng. Lằng nhằng quá. Ôi giời, hôm nay bố nó còn về sớm nấu cơm cơ à? Ngồi nghỉ đi ra ăn cơm. Con chào mẹ. Chào con. Thế mẹ ơi, điện thoại cũng có thai à? Cái thằng bố nói từ nãy là điện thoại không có thai được mà nó cứ lèo nhèo đấy. Đúng rồi con ạ, điện thoại thì làm sao mà có thai được. Thế sao trong mày bố lại nói là anh ơi em có thai rồi? Cái gì? Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa, vợ con ngoảnh ngơ như người xa lạ, người mình bao năm chân cuối. Em vào đây, nhà anh đây. Anh Sơn ở một mình và nhà to quá, lại còn sạch sẽ gọn gàng nữa. Thì ở một mình phải tự lập chứ em. Yêu nhau tận một tháng rồi, anh Sơn mới dẫn em về nhà đấy. Anh nghĩ cái gì nó cũng cần phải có thời gian mà. Cần gì thời gian ạ? Mình yêu nhau chân thành thì khoảng cách và thời gian đâu cũng quan trọng, đúng không anh? Đúng. Thế nên là anh Sơn này, em nghĩ là mình cũng nên chia sẻ với nhau về những vấn đề trong cuộc sống, đúng không ạ? Sẵn sàng mà. Cái điện thoại của em ấy nó hỏng rồi. Thế á? Thế bây giờ em thích dùng máy gì? Em thích iPhone 14 Pro Max màu tím. Để anh mua cho. Thật á? Ừ. Cái lại là cái xe máy mà em đang đi ấy, nó cũng hỏng rồi. Thế em thích đi xe gì? Dạ, cái xe SH đời mới thì nó mới hợp với em. Anh mua cho. Anh Sơn đỉnh quá. Yêu. Mà còn đúng một vấn đề nữa thôi. Vấn đề Biên gì? Em có nên chia sẻ với anh Sơn không? Em cứ nói đi. Bây giờ mà em đã nói như vậy rồi mà em không nói anh mới khó chịu ấy. Cái nhà trọ mà em đang ở ấy, nó chật chội, bé xíu, nóng bức khó chịu lắm anh Sơn ạ. Giờ em thích ở nhà như nào nè? Em thì em chỉ cần cái nhà nó nhỏ nhỏ như nhà anh Sơn thôi ạ. Hoặc là nếu mà một cái biệt thự sân vườn nhỏ nhỏ cũng được. Ok, anh chiều em hết luôn. Chờ anh tí. Alo. Ờ, nghe này. iPhone 14 Pro Max SH biệt thự sân vườn. Ừ, đúng rồi đấy. À này, chờ chút. Em iPhone 14 thì em có dùng ốp luôn không?
À, thế còn SH thì dùng biển ngũ quý 8 luôn nhé. À, thế biệt thự thì có nuôi chó cảnh không? Có thì càng tốt anh Sơn ạ. Ok. Ừ đúng rồi đấy. Nhá. Ừ. Nhớ làm nhanh hộ cái nhá. Trong đêm nay phải xong đấy. Bởi vì biết sao không? Ngày mai rằm phải cúng cô hồn rồi. Ra. Làm đàn ông tôi khổ quá mà. Cứ thế này đổi giới tính luôn. À. Đóng cửa trái tim. Ôi con ngứa. Đâu, con sao em? Quên đấy. Anh bôi cái thuốc Cutie Skin này vào cho con đi. Con nó ngứa mấy ngày hôm nay rồi đấy. Sáng em phải chạy ngay ra hiệu thuốc. Em mua cái hộp thuốc này về. Loại xịn hẳn hoi nhập khẩu từ châu Âu đấy. Bôi vào đi. Vâng. Nào, bố trang điểm cho cô Bin nào. Mụn đâu, mẩn đỏ đâu, che hết đi nào. Ôi nhồi ôi. Có bôi bôi chát chát một tí thôi mà cũng kéo ra được đến nửa tiếng thì giỏi thật nha. Ô, bố trắng cho con hết rồi này. Bố đúng là trang điểm cho con giỏi thật đấy. Ô, bố trang điểm giỏi à? Chuyện. Bố mà trang điểm ấy chỉ mất có 2 phút thôi chứ không phải là như ai kia đâu nha. Nào đưa bố. Sắp xong rồi, 2 phút nữa. 2 phút. Lần nào em trả vào 2 phút mà có lần nào nó dưới 20 phút đâu. Đúng cao su gọi mẹ con bằng cụ của con ạ. Cứ to còi. Lần nào anh cũng bảo là anh sẽ cố được 20 phút mà có bao giờ anh nổi 2 phút đâu. Sao? Đi thôi. Ừ. Đi. Không đi đâu hết. Đi ô. Không đi nữa. À yếu lại còn xấu tính. Ở nhà đấy. Moza em bé Cutie Skin số 1 Việt Nam, nguyên liệu thiên nhiên nhập khẩu châu Âu, công nghệ kháng viêm Amino Vector từ Pháp, bộ sản phẩm bảo vệ em bé khỏi mẩn ngứa, rung sảy, tràm sữa, mũi đốt và hăm tã.